Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây ngày 3 tháng 7 2019. Thì chúng tôi có mặt ở đây ngay trước ngân hàng Vietinbank của Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và cụ thể đây phía sau tôi, đây là ngân hàng Vietinbank chi nhánh tại thủ đô Berlin. Các bạn cũng đã biết khi Việt Nam và các nước tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, cũng như là những cái doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thương mại quốc tế thì đều cần phải có những cái nhà băng hỗ trợ để họ có thể buôn bán, làm sản xuất và xuất khẩu sản phẩm của mình. Và ngay cả cái việc mà nhập khẩu hàng hóa thì cũng đều cần phải có những cái nhà băng như vậy, họ đứng ra để họ bảo lãnh tín dụng, để họ chi trả những cái khoản mà những cái công ty hoặc là những cái hãng hoặc là những cái tổ chức cần phải thông qua nhà băng. Và sau lưng tôi là Vietinbank của thủ đô Berlin. Đây là một chi nhánh được thành lập vào năm 2012, khi trước đây bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan, bà đã sang bên này tại Berlin và đã khai trương cái chi nhánh này tại Berlin. Và từ đó đến nay là năm nay 2019, tức là 7 năm rồi, thì ngân hàng này vẫn tiếp tục hoạt động và họ cũng đã có những cái hội nhập nhất định. Vậy tại sao có những ngân hàng có thể đưa ra nước ngoài để phục vụ, có những người đến đây sử dụng dịch vụ của họ là người Đức và người nhiều nước khác nhau, và trong đó có cả Việt Nam, mà những cái sản phẩm của Việt Nam đưa ra trong thời gian vừa qua cũng rất nhiều sản phẩm đã có thể bán được, tiêu thụ được và tiếp tục phát triển ở thị trường quốc tế, nhưng cũng có rất nhiều sản phẩm và những cái dịch vụ đưa sang thì đã bị lạc hậu, thì không phù hợp. Như các bạn đã biết, ở gần đây có ở Berlin, ngay Berlin có một khu gọi là Việt House, tức là ngôi nhà Việt được xây dựng mất hàng chục triệu đô la do công ty Sasco xây dựng và khánh thành cách đây rất lâu, nhưng mà họ đã không hoạt động hiệu quả và cuối cùng là phải buộc phá sản và đóng cửa. Đấy là những cái đầu tư mà của những công ty nhà nước đưa sang đầu tư và đem được cái hiệu quả rất xấu cho cái ngân sách nhà nước, và đó cụ thể đó là tiền thuế của người dân sẽ bị mất đi và mỗi bạn đều phải có cái đóng góp trong đó. Là khi nhà nước kinh doanh thua lỗ thì các bạn đều là những người phải trả những khoản tiền đó cho nhà nước, và không phải ai khác cả, mà không phải là các quan chức Việt Nam, mà là các những người dân Việt Nam sẽ phải trả. Và cũng thời gian vừa qua chúng tôi cũng liên tục đưa tin về việc vụ việc rất quan trọng ở Việt Nam, đó là vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 thì chiếc xe được cho rằng là sản xuất tại Việt Nam là VinFast Fadi bắt đầu lăn bánh và được đưa ra thị trường. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu thì cái thông tin cũng như là những cái lỗi kỹ thuật đã bị đưa ra rất nhanh sau đó, đó là việc mà chiếc xe VinFast này đã bị chảy nước và bị bùn chui vào xe khi mà họ vận hành trên đường. Bởi vì đây là một cái lỗi kỹ thuật rất là nghiêm trọng và rất sơ đẳng của cái người sản xuất ô tô. Phải dường như là khi sản xuất chiếc xe đó thì công ty VinFast đã không kiểm tra trước khi xuất xưởng và không chạy thử trước khi xuất xưởng. Bởi vì nếu mà chiếc xe đó chỉ cần chạy 2 đến 3 ngày ở ngoài trời, nắng và mưa ở Việt Nam thì lập tức những cái lỗi như vậy cũng sẽ bị phát hiện ra, và cái nhà sản xuất và cụ thể ở đây là công ty VinFast để có thể sửa chữa bằng cách là lắp thêm cái phần chắn bùn vào 4 cái vành lốp bên trong, thì như vậy là bùn, nước và đất sẽ không bị bắn vào xe mà đưa đến cái hậu quả rất tai hại cho cái sản phẩm xe VinFast Fadi như vậy. Đó là một cái điều mà các doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập quốc tế, khi muốn sản xuất ra những sản phẩm thì họ cần phải rút kinh nghiệm, để những cái người khác, không phải chỉ công ty này mà những công ty khác sẽ phải có cái tính toán và có cái biện pháp để làm ăn sao cho phù hợp hơn, trung thực hơn và nhắm đến khách hàng, phục vụ khách hàng tốt hơn. Và liền sau đó là ngày 1 tháng 7 năm 2019 thì một tổ chức rất lớn, đó là tổ chức Fitch, đã giúp đánh giá xếp hạng tín nhiệm với VinGroup. Thì các bạn cũng đã biết là VinGroup là một cái tập đoàn lớn, thì trong đó thì có VinFast là sản xuất ô tô, và họ Fitch đã giúp đánh giá xếp hạng tín nhiệm với VinGroup, bởi vì theo những cái thông tin mà báo chí trong nước đưa ra thì bản thân VinGroup đã không gửi những cái báo cáo tài chính, những cái thông tin để cho cái tổ chức rất lớn, cái công ty rất lớn là Fitch này đánh giá, và chính vì thiếu thông tin như vậy nên họ không thể đánh giá được và họ đã rút đi. Và trước đó, trước khi rút, họ cũng đã nói và thông báo trên cái thông báo báo chí rằng là hiện thời điểm đó Fitch không còn đủ thông tin để duy trì xếp hạng với VinGroup, do đó từ nay
Fitch sẽ không cung cấp thông tin xếp hạng hay phân tích cho Vingroup nữa. Và trước đó thì Vingroup được Fitch giữ nguyên ở mức xếp hạng B cộng, nhưng triển vọng xếp hạng bị điều chỉnh từ ổn định xuống mức tiêu cực. Vâng, trước đây thì các bạn cũng đã biết Vingroup đã đưa ra tới Fitch để họ đánh giá. Thế nhưng mà khi mà ông Phạm Nhật Vượng kinh doanh bất động sản và những cái ngành nghề mà ông ta quen thuộc thì lúc đó đang được đánh giá ở mức ổn định, nhưng bây giờ thì chỉ còn có B cộng và triển vọng là đã xuống tới mức tiêu cực rồi. Và cũng có lẽ cũng chính vì vậy, sau khi chiếc xe đầu tiên do VinFast sản xuất, đó là VinFast Fadi ra đời, thì dường như thấy rằng cái sự nguy hiểm nếu những thông tin cụ thể về mức giá, về số lượng xe bán, về tiêu chuẩn kỹ thuật của chiếc xe này là chưa được đảm bảo, chưa được kiểm chứng độc lập, thì chắc chắn rằng cái cơ quan này, cái tổ chức này sẽ đánh giá thấp hơn nữa về cái, đây là cái nơi cái bài báo, và chắc chắn họ sẽ đánh giá thấp hơn nữa về cái sản phẩm mà xe ô tô của VinFast đã sản xuất ra. Và nếu mà đánh giá thấp hơn nữa thì như vậy là cổ phiếu của chứng khoán, tức là chứng khoán của công ty Vingroup này sẽ bị mất giá trầm trọng. Và quả thật là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, khi mà Fitch rút đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Vingroup, thì chứng khoán của Vingroup đã bị xuống giá. Như ngày hôm qua chúng ta cũng đã chứng kiến trực tiếp trên cái đường livestream của chúng tôi, và các bạn hiện nay cũng có thể tự truy cập những cái thông tin ở trên trang mạng ở trong nước để biết rằng là cái chứng khoán của Vingroup đã bị xuống giá, mất giá, và ngày hôm nay lại tiếp tục mất giá tiếp theo. Tuy nhiên cái mức độ mất giá ngày hôm nay chưa nhiều, không nhiều như ngày hôm qua, nhưng mà phải nói rằng là 2 ngày liên tục là những cái cổ phiếu của Vingroup đã bị mất giá. Và đây là cái điều mà đánh dấu cho cái việc mà cái sự mất giá thường xuyên và lâu dài của tập đoàn Vingroup sẽ diễn ra, sẽ tiếp diễn. Và đây cũng là cái bằng chứng thấy rằng cái số lượng mà cổ phiếu Vingroup được bán ra nhiều hơn cái số lượng mua vào, cái nhu cầu, và giá cũng đã bị hạ. Đó là cái sự có thể là có những cái tín hiệu bán tháo chứng khoán của Vingroup. Đây là cái điều mà những cái người mà hiện nay đang nắm cổ phần, tức là nắm cổ phiếu của Vingroup, cần phải suy nghĩ, cần phải kiểm chứng để làm sao cho mình bị ít thiệt hại nhất khi mà tập đoàn Vingroup có những cái sản phẩm của VinFast sản xuất ra như ô tô đã không thể bán được trong thời gian vừa qua. Đây các bạn xem, đây là bài báo được đăng trên báo Sinh của Việt Nam. Đã nói rằng điều đó là Fitch lúc đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Vingroup và họ đã bị đưa xuống mức tiêu cực. Và cái mức tiêu cực thì các bạn đã biết rồi, mức tiêu cực là rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Ở chỗ là với mức tiêu cực như thế này thì cái việc mà đi vay tiền quốc tế là rất là khó khăn, và thậm chí gần như không thể vay được nữa. Bởi vì những cái nhà tư bản, những cái ngân hàng quốc tế khi họ nhìn thấy những cái công ty mà không biết, họ đánh giá là không biết là có bán được hàng hay không, hay lỗ hay lãi, và không có đánh giá. Mà không có đánh giá rồi thì không thể cho vay tiền được. Bởi vì là nếu mà cho vay thì cái điểm mà hoàn trả tiền đó là cũng là một câu hỏi, liệu họ có trả tiền không hay họ phá sản giữa chừng. Và những cái người cho vay tiền thì đương nhiên họ phải lưỡng lự. Mà khi một cái công ty đang sản xuất ô tô, họ cần rất nhiều tiền để mua dây chuyền, để mua công nghệ, để thuê nhân viên. Bởi vì tất cả đều là mới ngay từ đầu, từ đất đến nhà đến xưởng, cho đến những chiếc xe thử nghiệm, cho đến mọi cái công nghệ, mọi thứ là đều phải trả rất số tiền rất lớn. Và chưa chắc chiếc xe đó khi mà thử xong lại có thể bán được. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, rất nhiều hãng sản xuất xe trên thế giới hàng năm họ ra hàng nghìn mẫu xe khác nhau mà không phải mẫu xe nào cũng bán được. Đối với Việt Nam thì việc sản xuất xe, tự sản xuất xe là cái việc mà hoàn toàn mới. Và mặc dù có mua, có nhập nguyên phụ tùng cũng như là dây chuyền công nghệ, thế nhưng cái kinh nghiệm của cái người sản xuất mì tôm như ông Phạm Nhật Vượng nó khác, hoặc là kinh nghiệm về có thể là bất động sản, anh có thể lấy mua rẻ hoặc là lấy đất của dân giá rẻ để anh bán phân lô bán giá cao hơn, thì nó khác ở cái chuyện mà sản xuất ô tô. Bởi vì là khi sản xuất ra ô tô mà chất lượng nó không tốt, mà không đảm bảo, thì không có gì nói rằng là người dân người ta có thể mua cái sản phẩm của anh. Mà chỉ cần một thời gian 3 đến 6 tháng mà những người dân đó họ không mua xe, thì tất nhiên những chiếc xe đó lại trở thành xe lỗi thời, và những cái lỗi của những chiếc xe đó lại tiếp tục được đưa ra. Bây hiện nay đấy lỗi đấy là những cái việc mà nước và bùn chui vào phía sau xe làm che mờ cái đèn và làm cho những chiếc xe đó không thể nhìn thấy được khi mà họ lưu thông trên đường ở trời mưa hoặc là trời ướt, và gây tai nạn cho những chiếc xe sau đâm vào xe trước. Và đấy là cái điều mà rất nguy hiểm.
đối với cả những chiếc xe mà lưu thông trên đường. Thì tới đây chắc chắn rằng là với những chiếc xe mà không được kiểm nghiệm độc lập, không có chứng chỉ kiểm nghiệm độc lập như đến Euro NCAP tại Asia hoặc là tại châu Âu như họ đã nói trước đây, thì bây giờ báo Dân Trí cũng như là Thời báo DE cũng đã tìm hiểu và thấy rằng là hoàn toàn là không có bất cứ một chiếc xe VinFast nào được gửi đến Euro NCAP để được thử cả. Đấy là cái điều mà các bạn cũng đã nhận ra trong thời gian vừa qua, và chắc chắn rằng là rất là nhiều lỗi tới đây sẽ phát sinh với những chiếc xe mà không được thử thách như vậy. Và ai là người chịu trách nhiệm? Đó chỉ còn là những người dân, là những cái người mà đi mua xe, và những người đó lại tự phải bỏ tiền và tự là cái vật thí nghiệm để thử cái chiếc xe đó. Và khi mà họ bị thương tật hoặc là có thể chết khi đi chiếc xe đó, thì đấy là điều rất là tệ hại đối với việc kinh doanh của những cái doanh nghiệp tạm gọi là doanh nghiệp bẩn, là họ sử dụng, họ dùng tính mạng của người dân, họ dùng tính mạng của những cái cháu bé, những cụ già, những trẻ em để thử chiếc xe của mình. Và sau một năm rồi họ có thể thu thập những cái thông tin này lại, là với chiếc xe, ví dụ với chiếc xe VinFast Fadi đó thì bán ra được 1.000 chiếc thì đã có bao nhiêu người bị